Nguyên liệu của mình gồm có là dưa leo nè các bạn, 1 kg dưa leo, 100 g đường, cái này là giấm, giấm ăn, một chén giấm nhỏ. Này nếu như mà chúng ta không có cân á, thì chúng ta lấy nửa chén đường cũng được, và một tí muối. Này là nước tương, 50 ml nước tương, hoặc là mình lượng một giấm một nước tương ha, rồi 2 đường. Đây là cái keo mình để, còn đây là dưa leo mình mua về mình rửa rồi nè mọi người. Và bây giờ bắt đầu mình sơ chế dưa leo nha. Dưa leo mình đem mình cắt, mình mổ cái ruột nó, mổ ra cắt thành đôi này nè các bạn, rồi mình lấy cái hộp nó ra. Bạn mua dưa các bạn lựa dưa mà cái trái nó suông nó dài á, cái hộp nó ít, mình cái da nó sẽ được nhiều hơn. Mình dùng muỗng mình nạo hạt nó ra các bạn nè, nạo hết cái hạt nó ra, tại vì nếu mà mình để cái hạt này á, thì cái dưa muối của mình nó ra nước rất là nhiều và nó mau có độ chua nữa, mình để bảo quản nó không được lâu ha. Đây mình nạo cái hạt nó ra như thế này cho nó hết hạt, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mới sơ chế nó. Sau khi mình đã móc hộp rồi nè các bạn đó, bây giờ chúng ta đem đi, chúng ta sắt. Chúng ta sắt miếng cỡ bằng ngón tay nè các bạn. Miếng vừa ăn thôi, miếng vừa ăn tùy theo sở thích của mọi người ha. Mọi người thích ăn miếng mới lớn thì mình sắt mới lớn. Sắt xéo xéo như thế này. Cho cái miếng dưa mình nó nhìn nó đẹp á. Bỏ cái đầu đi các bạn, cái đầu thì thường nó hay bị đắng á, mình bỏ đi, mình chuyện nó không ngon. Gì con? Cái gì? Thôi không có lấy của mẹ. Có tiêu. Sau khi mình cắt xong rồi nè mọi người, được một một thao nhỏ vậy luôn nè mọi người, 1 kg. Bây giờ chúng ta trộn vào đây 2 muỗng muối. Muỗng muối, muỗng cà phê đó các bạn, mà muỗng hơi dung dung chút. 2 muỗng muối và chúng ta trộn lên. Và mình để đây 2 tiếng nha. Cho nó ngấm muối và cho nó ra hết những cái chất, cái nước ở trong đây nè. Cho cái dưa của mình nó được dẻo và nó dẻo nhưng mà nó có độ giòn á. Mình để đây. Và trong quá trình mình để như vậy thì một hồi mình đảo lên một tí. Một hồi mình đảo lên đang cho đều muối đây nè các bạn. Trong thời gian chờ đợi nó ngấm đường thì nó ngấm thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm cái món, làm cái này nước trước các bạn. Cho đường vào. Sau đó cho 100 ml nước để cho đường nó tan đó mọi người. Tiếp theo là mình cho giấm, giấm vô các bạn. Quậy lên cho nó tan ha. Và mình cho nước tương vô.
chén giấm nhỏ thì cũng một chén nước tương nhỏ các bạn. Và nước tương mình lựa nước tương cái loại ngon á, mình làm nó sẽ ngon hơn mọi người. Đây, nước tương loại ngon thì mình làm cái dưa mình nó sẽ rất là ngon luôn. Mình quậy sơ sơ cho nó tan đường đó các bạn. Nó sôi lên nó tan đường thì chúng ta có thể tắt bếp và để cho nó nguội. Và đây mình có 3 trái ớt nè mọi người. Ớt này là ớt sau vườn mình trồng nó không có cay. Tại mình làm ở nhà có bé ăn nữa cho nên là mình không có cần để cay, để cho nó đẹp thôi. Bạn nào ăn cay thì để ớt cay ha. Rồi thêm nữa là bạn nào có ăn tỏi thì mình để tỏi vào cho nó thơm. Ở nhà mình thì không ăn tỏi luôn cho nên mình không để, các bạn thông cảm ha. Này mình sắc ớt xéo xéo gì mình để vô cho nó đẹp thôi mọi người, chứ nhà mình không có ăn. Tại mình làm cho có bé ăn nữa cho nên là không có cần cay. Sát xíu sáng về mình bỏ cái hộp đi các bạn. Đấy, hai trái là đủ rồi. Khi mà bạn tắt xong rồi bạn để mình nhắc xuống đó, cái mình để ớt vào mọi người. Để ớt vào nước tương. Thì mình để như vậy á, nó cái màu ớt nó đẹp thôi chứ nó không có cay nữa. Và nó cũng giữ được lâu nữa mọi người. Nếu mà mọi người ăn cay á thì mình để ở ngoài ha. Khi mà mình, nếu mà mình ăn cay á thì mình vớt ra, khi mà mình ăn được rồi mình thêm ớt vào. Còn cái này mình để như vậy để bảo quản được lâu. Khi mà ớt mà các bạn để như trong nước ấm như vậy nè thì để được rất là lâu, nó không có bị lên meo. Rồi mình quay lại mình coi dưa của mình được chưa ha. Sau 2 tiếng ngâm với muối nè các bạn, nó xèo lại như vậy nè. Bây giờ chúng ta xả muối đi. Bạn xả khoảng 5 nước để cho nó không còn mặn nữa ha. Ngoài giường á, khi mà mình rửa xong rồi đó các bạn, cái mình dùng cái khăn mình dắt cho nó ráo, nó thật là ráo luôn. Thank you.
nhiều vậy nè các bạn, rất là nhiều luôn. Rồi xong, đây là cái phần mình đã vắt xong nước rồi nè mọi người. Nếu mà mình có thời gian đó, thì mình đem phơi nắng. Đây là cái keo mình chuẩn bị sẵn, mình làm bằng cái keo thủy tinh. Dùng đồ nhựa thì nó không có đảm bảo sức khỏe các bạn, nên mình nên dùng thủy tinh thì hay hơn. Dồn vô keo này, và lưu ý cái keo của mình là lúc nào cũng phải khô nha các bạn, nó có đọng nước lại là không có được, tại vì nó đọng nước lại thì nó dễ làm cho cái dưa của mình nó bị lên meo quá. Ném vô, mình không cần nhận nhiều đâu, tại vì cái keo của mình nó nhỏ quá cho nên mình nhận để cho nó đủ. Một ký nó vừa vô keo luôn đó các bạn. Nè, đây là cái chén nước tương hồi nãy mình nấu nè mọi người. Mà cái chén mình to mình nấu như vậy mà nó vừa với một chén luôn. Giờ mình đổ cái này vô. Và mình để ở nhiệt độ phòng 3 ngày là chúng ta có thể ăn được. Và sau đó thì để muốn bảo quản thật là lâu hơn nữa, cho nó giòn hơn nữa, thì mình để vào ngăn mát tủ lạnh, mình để ăn dần không sao hết. Ớt của mình nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Và mình để ớt này nó sẽ không bao giờ mà nó bị nổi meo luôn. Để được rất là lâu. Dư rồi, mình dồn nó dẻ quá cho nên nó không có cần nước nhiều, cho nên là nó dư luôn các bạn. Rồi đây mình đậy nắp lại, mình để ở ngoài nhiệt độ bình thường ngoài ha, 3 ngày. Đây là phần dưa leo muối, mà dưa leo ngâm nước tương mà mình đã ngâm được 3 ngày rồi mọi người. Gấp ra cho mọi người xem nha. Cái màu nó chuyển sang cái màu cánh gián cũng rất là đẹp luôn các bạn. Tại vì mình nhà mình không có ăn ớt đó, cho nên là mình không có để ớt nhiều. Ớt của mình hôm trước mình luộc rồi nó cũng chuyển sang màu khác rồi các bạn. Nó không còn cái màu đỏ nữa. Tại vì mình để bảo quản được lâu á, thì mình luộc sơ, trần sơ ngang với nước sôi như vậy á, mình để được rất là lâu, không có bị hư các bạn. Mẹ biết rồi. Nè mọi người, món này ăn rất là hao cơm luôn đó các bạn. Cái này là dành cho những người mà tiệc tùng nhiều á, lễ Tết mình ăn tiệc nha, thì rất là ngán cơm, ngán đồ ăn, thì mình ăn món này kèm với cơm thì là hết sảy luôn đó mọi người. Mẹ để mẹ ăn thôi, để mình ăn thử nha. Vừa ăn các bạn, cũng giòn, rất là ngon luôn. Cái vị nó hơi chua chua, hơi mặn mặn, ăn kèm với cơm, bún rất là tuyệt vời. Các bạn có thể để vào trong tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh á, bảo quản được lâu hơn. Và mình thấy để vô đó thì cái độ giòn của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Rồi chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hãy đăng ký ủng hộ mình nhé, để cập nhật nhiều video mới thú vị từ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.